Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở lần video này thì Khải sẽ cho anh em xem sơ qua tổng quan của set đồ của anh cao thủ Lão Lưng Côn Lông Đao. Và ngày hôm nay được top 1 tổng kim 289 mạng và 49 đường sơ và tử vong 11 và liên chạm 72. Và tại sao anh cũng Khải chỉ ở có thể là top 2, top 3, top 4 tổng kim thôi, không thể nào ngồi lên được top 1. Và lý do ngày hôm nay thì Khải làm video này cho anh em xem sơ qua. Lâu lắm rồi nhiều anh em bảo Khải là so sánh đồ giữa người này người kia đây, nhưng mà ok, lần này Khải sẽ so sánh giữa Khải với Lão Lương và lý do tại sao Khải chỉ có thể nằm ở top dưới anh Lão Lương mà thôi. Và đây là bí quyết ở là chỗ nào, đó là hai set đồ không được đồng đều, và set đồ một set đồ quá pin và một set đồ quá sida đó, đơn giản là thôi nè. Ngày hôm nay Khải top 3 và 209 mạng và 256 nửa sơ, vừa đánh vừa xây nửa sơ là lý điểm rồi, tử vong 16 và liên chạm 44 đó. Và anh em cùng xem sơ qua hai set đồ có sự khác biệt hoàn toàn em ạ. Nên là nhiều anh em bảo Khải là cầm đồ như thế này super ca gà quá, không lấy được top 1 này nọ, thì đây cũng như là video để anh em có thể hiểu được lý do tại sao Khải rất khó mà lấy được top 1 tổng kim nha mọi người. Đây, đầu tiên chúng ta có thể nghĩ đến đó là cây đao. Cây đao nhiều khi đợi này anh em không thấy, đây. Đó, anh em thấy cái đao của Lão có Lương chưa? Một cái đao như thế này thì không biết là anh em có thấy rõ không. Thì nó cái kiểu là mình là một chỉ là mình một con tép thôi anh em à. Đó, một cái đao mắt ọp. Đây. Cái đao này nãy Khải đã nói anh em rồi. Cái đao này đó thì nói chung là cả set đồ của Khải không bằng giá trị của một cái đao luôn, khẳng định với anh em luôn. Cái đao này thiệt chất anh ta mua với giá khoảng 35 đến 40 triệu để sở hữu được một cái đao mắt pin hoàn toàn. Là mắt pin chỗ nào anh em nhìn vào anh em cũng đều biết. Một sát thương 50, 100%, 120 băng sát và tốc 40 và xương ngạo còn luôn 3 cấp đó, mắt hoàn toàn. Và cái đao này thì chỉ đấu giải top này nọ và top 1 thì mới có được nha mọi người. Đó, anh em thấy chưa? Đồ này anh em thấy chưa? Một cái đao này trị giá hơn 35-40 triệu. Còn set đồ của Khải trung bình cả set đồ của Khải với lại ạc của Khải cao lắm khoảng 15 triệu hơn thôi. Một set đồ chỉ bằng một gấp nhỏ của người ta thôi, cũng gấp nhỏ của ông anh này thôi. Đó anh em thấy chưa? Một cái đao quá pin. So với cái đao Khải thì đao Khải hiện tại đang gọi là đao thời hạn thôi anh em. Còn cái đao đao gốc của Khải thì đây. Đao gốc của Khải quá sida luôn đây. Đao gốc Khải là min hoàn toàn anh em à. Đó, thì Khải vẫn cố gắng đánh để cho anh em xem để trải nghiệm hàng ngày. Chứ đỡ mà Khải thì cố lên top 1 thì Khải vẫn cố gắng hàng ngày thôi anh em. Nhưng mà rất khó anh em, đó là một sự rất khó. Nếu như anh Lão cũng Lương cũng như là hai một cuốn tham gia tổng kim thì Khải rất khó top 1 đó. Rồi, sau giờ cái đao đã xong thì cái đao Khải thì tầm khoảng tầm 5 đến 7 triệu thôi, còn cái đao này khoảng 35 đến 40 triệu. Đó, gấp hoàn toàn anh em, gấp 7 lần giá trị giờ. Rồi, tiếp tục đó là một bao tay xương tinh. Bao tay này là mắt ộp hoàn toàn, cũng là thi đấu giải mới mua được cũng như là top top này nọ mới mua được nha mọi người. 3333 mắt ộp hoàn toàn. So với bao tay Khải thì bao tay của anh này khoảng tầm 7 đến 8 triệu, có thể là 90 triệu tùy theo giá trị thời gian lúc đó anh đấu giá như thế nào. Đó. Còn bao tay Khải này thì Khải vừa rồi ép thì chỉ khoảng tốn khoảng hơn 2 triệu thôi, nhưng mà Khải đã được bao tay cũng khá tương đối 90%. Thì bao tay này của Khải thì chỉ khoảng tầm trị giá khoảng 2 triệu rưỡi thôi. Đó, anh em thấy sự khác bọt hoàn toàn chưa? Rồi, so về cái áo thì hiện tại áo này cũng quá pin luôn em ơi. 47 3 cấp 3 cấp. Nói chung là áo này tuy rằng không phải đấu giải nhưng mà áo này vẫn gọi là mắt pin luôn em ạ. Phục hồi đạn móc và 3 cấp 3 cấp mắt rồi. Và thủ lý 20-23 thì thiếu 2 điểm nữa mắt. Đó. Áo này tương đối khá là mắt. Áo này đỡ mà mua chắc phải tầm 2 rưỡi đến 3 triệu. Đó, Khải chưa có áo. Đó. Rồi nón này thì ảnh mang mặc một set vụ ảo nè nên không tính đến. Rồi một đai lưng xương tinh. Đai lưng xương tinh này 3 cấp hội hương pháp cũng khá là chất. Đó, còn Khải thì 2 cấp thôi. Đó, khá tương đối. Còn đôi giày thì đôi giày này cũng khá là mát, 60-30-45 và 3 cấp mát ộp hoàn toàn và cũng ép ra. Và đai lưng Khải cũng mát ộp 99%. Đó, 59-29 khăn lôi 3 cấp 45, nói chung là tương đối giống nhau. Và tại vì sao Khải bảo mát, tại vì Khải tăng mát cái skin thanh phong phù nè, nó sẽ tăng được cho Khải là 64 tóc. Thì cộng với đôi giày này thì Khải chỉ cần búp lên một cái là đôi giày này không khác gì đôi giày tóc 60 nha mọi người. Đó, rồi đó, tương đối như nhau. Và Khải thua một chỗ nữa là đó là Khải không có set vụ ảo. Hiện tại này đang sở hữu như mình một set vụ ảo nha mọi người. Gia truyền này, mắt ộp này. Rồi, nón mắt ộp này. Đó, giày mắt ộp này. Rồi, nhẫn vụ ảo, ngập bội vụ ảo mắt ộp luôn. 40 chón mắt ộp 30, 44 quá đẹp luôn nè. Pin chưa? Quá pin luôn. Đó. Với cái này thì đang sở hữu là 120 chón nè, đôi giày này. Đai lưng này. Và ngập bội thì đạt 120 chón nha. Rồi, nhẫn vụ ảo anh em. Đó, ở set đồ này đặc biệt là cái nhẫn vụ ảo tìm không ra nè. Không ra nhẫn vụ ảo. Và hiện tại đang có tiếp tục nhẫn lôi khung kỹ năng nữa. Hiện tại này đang có cho mình là một kỹ năng này, hai kỹ năng này, ba kỹ năng từ Quy Phong và hai kỹ năng từ Càng Khôn nữa. Thì hiện này đang có cho mình đó là năm kỹ năng vẫn có nha nam, năm kỹ năng vẫn có. Nếu như có thêm dòng bản hội thì hiện này sẽ sở hữu đó là sáu kỹ năng vẫn có nha nam. Đó, và chưa nói đến là con ngựa nè, con ngựa kháng cả tới phiến 7. Đó, quá chất chưa, quá đẹp luôn.
Nói chung là đỡ mà so sánh thì Khải không bằng anh làm cái lương này được. Khải chỉ là một góc nhỏ thôi nè. Nói chung thì đỡ mà nói thì bơ ca thì ai cũng vậy thôi. Cố gắng đánh hàng ngày cho anh em xem. Nên là nhiều anh em so sánh này nọ, nói chung là Khải không bằng được. Nhiều anh em cứ bảo Khải là đồ như thế này là sao mà bơ ca qua gà quá, không được top 1 này nọ. Thì anh em cứ thử vào trải nghiệm, cũng như là anh em đã những cái câu nói của anh em á, anh em cứ xem video này thì anh em sẽ rõ nha mọi người. Đó, nói chung là Khải không cần phải giải thích nhiều nữa. Đó, đơn giản mà thôi. Đồ Khải không bằng được nha. Đó, Khải chỉ mang xếp đồng 3 bình thường thôi. Bên này xếp vụ ảo luôn. Nói chung là đồ bên này quá nhiều hơn luôn em ơi. Anh đánh nói chung là cũng ok nữa. Là di chuyển tốt nữa là lên tốt thôi nè. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video và cũng như là theo dõi video phân tích này. Nếu anh em nào mà có hỏi thêm một lần nữa thì Khải sẽ lấy video này Khải bục qua cho anh em xem luôn. Lý do tại vì sao Khải khó top 1 và tống kim bởi lúc nào cũng đứng với hai một cuốn, với lại lạm lương con lông đao cũng như là những ạc con lông khác. Đó. Rồi ok anh em, cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều nha. Một video phân tích rất là nhanh gọn cho anh em luôn. Tại vì là set đồ này quá chắc anh em à. Nói chung set đồ này đỡ mà nó thì chắc chắn của anh em này cũng chắc chắn còn hơn cả trăm chai anh em. Ít ra mọi người, hơn trăm chai nữa nè. Cái nhẫn vụ ảo này đỡ mà đấu giá ít nhất cũng phải 7-8 triệu một nhẫn anh em. Rồi bao tay này cũng vậy nè, một tay 9 ít cũng 7-8 triệu một nhẫn một cái bao tay đó. Ít đâu nè. Và cái đa cái vũ khí này khoảng 40. Rồi mấy cái món vụ ảo này trung bình khoảng 2 triệu. Rồi 3 triệu, 2 triệu, rồi đai lưng này khoảng 2 triệu hơn. Con ngựa này thì 15 triệu rồi, không nói là con ngựa này mắt ọc hoàn toàn 15 triệu nha nè. 15 triệu vì ông đồng. Nói chung là set đồ của anh này thì anh em có xem trên kênh em cũng biết rồi. Những trang bị của anh này hoàn toàn mắt ọc và đồ rất rất là đẹp. Nên là nhiều khi anh em xem không hiểu được vấn đề là à như thế nào như kia. Nhưng mà thực tình anh em cứ chơi server này đây anh em sẽ biết. Đồ lão lương cực kỳ đẹp luôn nè. Bữa nào thử mượn ạc này đánh tống kim hợp lý đấy. Để bữa nào khai mượn ạc này đánh tống kim nè. Đó. Set đồ này thì quá pin, không gì để mà nói, không gì để mà chơi luôn em. Con lông đao khẳng đang muốn lên set như thế này, mà vấn đề là cái nhận vụ ảo chắc chắn phải đua top này nọ thì mới ra được nè. Khó quá, quá khó. Khải thì hay like đến 1-2 giờ sáng là ok, nghỉ nha tướng đoàn ơi. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên cho một like, một chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Cảm ơn em rất nhiều. Ok rồi anh lạ rồi, xong rồi nha anh ơi. Đồ đẹp quá. Không đi đâu mà. Rồi lên boss thôi. Đó này không? Đánh thì nói chung thì mỗi người cách đánh, nhưng mà đỡ mà nó so gì thì anh lã đồ quá đẹp. Lã đồ quá đẹp nên là mình không thể nào bằng anh lã được. Cũng như là không thể nào bằng được hai một cuốn nha nè. Anh em nào mà muốn xem set đồ của hai cầu thủ này thì cứ có thể xem video này. Cũng như là có thể gõ trên kênh YouTube sau đồ hai một cuốn Cô Long Đao Di Khải thì nó sẽ ra set đồ của hai một cuốn nha nè. Hai một cuốn thì set đồ tương đối giống như anh lã Quang Lương luôn. Không có gì khác nha mọi người. Hai set đồ tương đối như nhau và cấp như nhau luôn. Một ạc hạng 4 và một ạc hạng 1. Đó. Nên là bảo tối nào cũng đỡ mà nó tấm 1 tấm kim khó này mà. Trừ khi hai một cuốn không đánh, cũng như là lão lưng cũng đau không đánh, thì mới ra mình có thể cạnh tranh này nọ. Chứ mà hai người này cao thủ này đã đánh thì không thể nào mà lên được tấm 1. Sẽ khẳng định với anh em luôn. Rồi ok, cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với trang bot tối ngày hôm nay anh em ơi. Anh em xem kênh video này đừng quên, muốn so sánh giữa ạc nào như thế nào và trị giá vật phẩm đồ ra sao của mấy chủ S6 Đại Sơn Hà này, trang chủ võ công chưa cười giấm nát, thì anh em cứ việc comment bên dưới. Nếu mà có cơ hội sơn những bộ tông kim thì Khải sẽ so sánh đồ giữa cao thủ này với cao thủ kia cho anh em xem nha. Và đây là series đầu tiên so sánh giữa một cao thủ này và với cao thủ kia cho anh em xem. Ok, cảm ơn rất nhiều nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký nha anh em.